Thưa quý vị, từ sân khấu chính huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận, Hồng Phúc xin được kính chào khán giả truyền hình cả nước đang đến với Ngày hội Văn hóa Rắc Lây tỉnh Ninh Thuận 2013. Chương trình đang được truyền hình trực tiếp đến khán giả truyền hình cả nước trên kênh VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Ninh Thuận. Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng tôi đã có mặt dưới chân núi Tà Năng, chiến khu Bắc Ái Anh Hùng của khu ủy khu 6. Nơi đây đã diễn ra cuộc đấu tranh trường kỳ và vô cùng khắc liệt của quân và dân ta trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Và nhân kỷ niệm 53 năm ngày giải phóng Bắc Ái, 30 tháng 8 năm 1960, 30 tháng 8 năm 2013, ngày hôm nay, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận, dưới sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã tổ chức Ngày hội Văn hóa Rắc Lây Ninh Thuận 2013 với sự tham gia của các tỉnh thành có đồng bào dân tộc Rắc Lây sinh sống như là Ninh Thuận, Khánh Hòa, Bình Thuận và Lâm Đồng. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu về phía Trung ương, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Mã Điền Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Dân tộc Chính phủ, lãnh đạo các cục vụ viện, các bộ ngành Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu hiện diện của lãnh đạo Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam, lãnh đạo các tỉnh bạn, các địa phương có đồng bào Rắc Lây sinh sống ở các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận và Ninh Thuận. Và về phía tỉnh Ninh Thuận, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Thưa quý vị, đến tham dự chương trình Ngày hội Văn hóa Rắc Lây Ninh Thuận 2013 ngày hôm nay còn có sự tham dự của các anh hùng lực lượng vũ trang cùng đông đảo cán bộ và nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Xin được chào đón tất cả quý vị và các bạn. Và sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lên phát biểu chào mừng cho Ngày hội Văn hóa Rắc Lây Ninh Thuận 2013. Xin được trân trọng kính mời bà. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện cho các ban ngành, bộ ban ngành của Trung ương, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể đồng chí đồng bào. Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị đại biểu khách quý, các đồng chí đồng bào đã về tham dự Ngày hội Văn hóa Dân tộc Rắc Lây năm 2013 tại tỉnh Ninh Thuận. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa đồng chí đồng bào, dân tộc Rắc Lây có kho tàng văn hóa, văn nghệ dân gian phong phú, đặc biệt là nghệ thuật diễn xướng dân gian như kho tàng lịch sử Thử Thi, dân ca dân vũ, hệ thống nhạc cụ phong phú đặc sắc, góp phần làm cho vườn văn hóa của các dân tộc Việt Nam thêm những màu hấp dẫn, đa dạng, phong phú, nhiều hương sắc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam thống nhất mà đa dạng trong khối cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Ngày hội Văn hóa Dân tộc Rắc Lây năm 2013 được tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận là một hoạt động văn hóa lớn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Rắc Lây từ các vùng miền. Thông qua các hoạt động của ngày hội, đồng bào Rắc Lây ở các tỉnh và công chúng xem truyền hình cả nước sẽ được biết thêm về những nét văn hóa của dân tộc Rắc Lây. Đây là hoạt động văn hóa mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, bày tỏ tình cảm, niềm tin yêu, tình đoàn kết gắn bó của người Rắc Lây nói riêng và của đồng bào các dân tộc nói chung đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu. Thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức ngày hội, tôi nhiệt liệt chào mừng gần 400 nhân viên, diễn viên, nghệ nhân, vận động viên dân tộc Rắc Lây của các tỉnh đã mang đến ngày hội tinh thần đoàn kết, tài năng nghệ thuật độc đáo, giàu bản sắc trong công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước. Tôi bày tỏ lòng biết ơn tới lãnh đạo Hội đồng Dân tộc của Quốc hội
lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố có đoàn nghệ thuật quần chúng dân tộc Rắc Lây đã tham gia ngày hội, lãnh đạo đảng và chính quyền các cấp của tỉnh Ninh Thuận, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương, các vị đại biểu cùng đồng bào, đồng chí và các bạn đã toàn tâm ủng hộ sự nghiệp văn hóa các dân tộc, đã tới dự và động viên cổ vũ cho ngày hội. Với tinh thần đoàn kết, thân ái, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thay mặt lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ban chỉ đạo, Ban tổ chức ngày hội, tôi xin chúc mừng và xin kính chúc các vị đại biểu, khách quý, đồng bào, đồng chí và các bạn lời chúc sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc. Chúc ngày hội văn hóa dân tộc Rắc Lây Ninh Thuận năm 2013 thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Võ Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận lên phát biểu và đánh trống cồng chiêng khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Rắc Lây Ninh Thuận 2013. Xin được trân trọng kính mời ông Võ Đại. Kính thưa ông Mã Điền Cư, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội. Kính thưa bà Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Kính thưa đại biểu các bộ ngành trung ương. Kính thưa ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Kính thưa ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đồng chí và đồng bào. Hòa chung khí thế hào hùng của những ngày cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, gắn với chào mừng kỷ niệm 53 năm ngày giải phóng huyện Bác Ái 30 tháng 8, được sự đồng ý và hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các tỉnh bạn tổ chức Ngày hội Văn hóa Dân tộc Rắc Lây Ninh Thuận năm 2013. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, tôi nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các già làng, trưởng bản, nhân sĩ trí thức, nghệ nhân và đồng chí đồng bào. Xin gửi tới quý vị đại biểu cùng toàn thể đồng chí đồng bào lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Kính thưa quý vị đại biểu, đồng chí và đồng bào, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Rắc Lây Ninh Thuận năm 2013 là một hoạt động có ý nghĩa sâu sắc nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa của dân tộc Rắc Lây, một dân tộc đã trải qua bề dày truyền thống chống giặc ngoại xâm qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Và ngày nay, đồng bào dân tộc Rắc Lây đang kề vai sát cánh cùng các dân tộc anh em xây dựng một cuộc sống mới, góp phần giành thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển quê hương Ninh Thuận. Trong suốt chặng đường lịch sử đầy gian khổ hy sinh, nhưng vô cùng vẻ vang ấy, các thế hệ cộng đồng dân tộc Rắc Lây đã không ngừng xây dựng, bồi đắp, hun đúc văn hóa truyền thống của dân tộc, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam, một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng, tiên tiến và đậm đà bản sắc Việt Nam, hội tụ, hòa quyện và tỏa sáng những phẩm chất tinh hoa văn hóa của dân tộc Rắc Lây trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Cộng đồng dân tộc Rắc Lây được bạn bè biết đến không chỉ như một tấm gương về đấu tranh anh dũng giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, mà hơn thế nữa, đó là một truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc với nhiều công trình văn hóa vật thể, phi vật thể như đánh mã la, đàn cha bi, hát sử thi, lễ hội dân gian. Ngày hội cũng là một dịp tạo cơ hội để đồng bào dân tộc Rắc Lây trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh bạn hội tụ giao lưu văn hóa, tăng cường đoàn kết gắn bó, qua đó tạo dấu ấn đậm nét trong việc bảo tồn
và phát huy văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Rắc Lây. Xin trân trọng cảm ơn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo các bộ ngành trung ương đã thường xuyên quan tâm và hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận trong việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội vùng đồng bào các dân tộc anh em của tỉnh. Trong đó, đậm nét là hôm nay đã diễn ra Ngày hội Văn hóa dân tộc Rắc Lây. Cảm ơn lãnh đạo các tỉnh bạn đã quan tâm, hỗ trợ và cử các đoàn nghệ thuật Rắc Lây tham gia ngày hội. Cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã đến dự và đưa tin về ngày hội. Xin cảm ơn đồng bào và các nghệ nhân Rắc Lây đến từ các địa phương đã mang đến cho ngày hội để tôn vinh di sản văn hóa của dân tộc mình. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận, tôi tuyên bố khai mạc Ngày hội Văn hóa Rắc Lây Ninh Thuận năm 2013. Xin kính chúc quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Được trân trọng cảm ơn ông Võ Đại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận. Và thưa quý vị, Ngày hội Văn hóa Dân tộc Rắc Lây Ninh Thuận 2013 xin được bắt đầu. Người Rắc Lây cư trú ở các triền núi Đông Nam dãy Trường Sơn thuộc ba tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Dân tộc Rắc Lây với dân số trên 112.000 người, trong đó ở Ninh Thuận có gần 60.000 người, chiếm gần 60% người Rắc Lây ở Việt Nam. Người Rắc Lây sinh sống tập trung ở vùng núi cao, thuộc địa bàn các huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc, Ninh Hải, Ninh Phước, Thuận Nam của tỉnh Ninh Thuận. Ở các huyện Khánh Sơn, Khánh Vĩnh, Cam Lâm thuộc tỉnh Khánh Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận và huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng. Người Rắc Lây từ lâu đời đã hình thành cho mình một sắc thái văn hóa riêng, đặc sắc và độc đáo. Đó là kho tàng sử thi với hàng ngàn câu về những bản anh hùng ca bằng thơ. Kho tàng truyện cổ, ca dao, tục ngữ, câu đố phong phú đã được truyền từ đời này qua đời khác. Hệ thống nhạc cụ của người Rắc Lây rất phong phú và độc đáo, như mã la, một loại nhạc cụ gõ bằng đồng nằm trong không gian văn hóa cồng chiêng, và nhiều loại khèn bầu, kèn môi, đàn đá, đàn chapi, sáo, vân vân. Người Rắc Lây có những lễ hội dân gian đặc sắc gắn với ba lây, cây nêu, nhà sàn, như lễ ăn đầu lúa, lễ mừng lúa mới, lễ đền ơn đáp nghĩa, lễ bỏ mã, vân vân. Đây là những hòn ngọc quý của văn hóa văn nghệ dân gian được người Rắc Lây chắt lọc từ bao đời. Người Rắc Lây đi theo Đảng từ những ngày đầu kháng chiến chống thực dân Pháp. Những người con Rắc Lây vai trần, chân đất đã làm cho quân thù khiếp sợ với những địa danh đã đi vào sử sách như Bảy Đá, Bi Năng Tắc, Hàng 403, Tà Lú, Ma Ti. Trong cuộc chiến tranh tàn bạo và khốc liệt, người Rắc Lây đã đứng lên đấu tranh. Để rồi ngày 30 tháng 8 năm 1960, đã làm nên chiến thắng oai hùng, giải phóng Bác Ái, và nơi đây trở thành chiến khu 6 anh hùng. Rừng núi Bác Ái đã che chở, nuôi dấu bộ đội Cụ Hồ, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân lịch sử năm 1975.
Hàng năm, cứ vào dịp kỷ niệm giải phóng 30 tháng 8, bà con Rắc Lai lại tề tựu về đây để tổ chức ngày hội văn hóa. Là dịp gặp gỡ, giao lưu, ôn lại truyền thống anh hùng và tôn vinh những giá trị văn hóa của dân tộc. Rắc Lai có kho tàng văn nghệ dân gian rất phong phú, đa dạng với các làn điệu dân ca, dân vũ, truyện cổ, sử thi đã được hình thành từ bao đời nay. Chúng ta hãy đến với chương 1 tìm về nguồn cội với những đặc trưng văn nghệ dân gian của người Rắc Lai các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận. Mã la là nhạc cụ gõ bàn đồng rất độc đáo của người Rắc Lai, nằm trong không gian văn hóa cồng chiêng. Âm vang mã la là âm vang rừng núi ông bà, những gì không thể nói nên lời, những vui buồn yêu thương hay hờn giận, người Rắc Lai đều nhờ tiếng mã la để nói hồ tiếng lòng mình.
tộc có sử thi là những dân tộc có bề dày văn hóa truyền thống. Đây là kho lịch sử bằng vàng được lưu giữ bằng nghệ thuật diễn xướng dân gian thông qua hát, kể hàng ngàn câu thơ, là những bản anh hùng ca gìn giữ đất trời ba lay của dân tộc mình. Đi chợ để mà chợ cơm ya giờ ơi đậm giác ơi lga để mà dầm ya giờ ơi đậm mà gì hàn thâu pro tích bu mi ơi thâu bu pro chơi mi đậm mà gì ơi. Nhi nôn mi đề di nao ya dơ ơi chơ khâm ơi ru dâm ơi dơ bo ơi bơ lộ ơi nao mong dơ ơi kỵ pro tịch mi đi ga hú rồi kỵ pro chơi. Mùa rẫy năm nay lúa bắp về đậu đầy tròi, lễ hội đông vui mã la vang xa rung trời dậy đất, rượu cần chảy nhà này qua nhà khác, đàn ca múa hát mừng hội đầu năm. Con cái của hai anh em Uya Yuhia đã lớn khôn, chúng đã biết phóng lao cầm ná, lễ hiến sinh bảy con trong ngã, gà hàng trăm cúng tạ tổ tiên. Kề bên, Tu Mờ Rá và Chay Tamun đang điều binh đến toan cướp đoạt hai cô gái đẹp. Ca rớ, Bu La, hai bông hoa rừng kép, ngạt ngào hương sắc, vợ của thủ lĩnh buôn làng. Hội đang vui, tai họa đến gần, nhờ mã la thần của tổ tiên cấp báo. Con nghe cho thấu, hãy mau tính kế đánh Tu Mờ Rá lập trận phục binh, hãy mau đi cầu cứu thần linh Ukrai giúp sức, đội chọn Yuhia vây thành vòng mai phục, Ura lúc cắn chân ngựa xé xác ta hùng, hãy dàn binh phục sẵn ở hang hùng trước khi trời hừng sáng. Theo lời thần Mã La mách bảo, ngựa voi khi giáo rầm rập trong đêm, hang hùng suối tiên trở thành trận địa, Tu Mờ Rá bị phục binh, loạn quân mất vía, vứt giáo gươm chạy trốn khắp rừng. Rá trúng tên, bị bắt trói, máu tuôn đỏ mặt. Tamun không chạy thoát, chó xé xác.
con gái Tu Mờ Rá khóc than, tự trói tay xin hàng, xin cho cha thoát chết. Để tránh nạn binh đao kế tiếp, hận thù tan hết, sống chết cùng nhau, Uya Yuni kết giao cho hai con gái của kẻ thù làm dâu trong gia tộc. Từ đó cả xứ Rắc Lai bình yên hạnh phúc, nhà nhà sung túc, ba làng một vua, ba tàu Uya. Rắc Lai bao đời nay gắn bó với Ba Lây và nương rẫy. Mỗi lời ca, điệu mã la hay tiếng đàn đá đều là tiếng lòng da diết của họ đối với rừng núi ông bà. Với tiếng chim gọi bầy trong rừng chiều hay tiếng suối reo mỗi sớm ban mai. Xin kính mời quý vị đại biểu, quý khán giả đến với chương 2 Tình yêu Ba Lây.
ta quay cất bước lên trời lên nương, mà nghe tiếng hót chan hòa trong sương. Lo điêu lo điêu lo chim hót đi núi, lo điêu lo điêu lo chim hót đổ xuôi. Đây bằng ai núi rừng quê ta, hòa trong âm thanh tiếng đàn mượt mà. Rừng núi ấy đã bao lần sang xuân, để hôm nay đây có nhà dự trẻ. Chơi lên đưa con đến đó em đêm trong mong thầy cô bầy chim chiêu rinh bên cô nuôi trẻ tiếng suối rong ranh đêm ngày như lời ru em mặt trời xuống núi a quay đón con về em sẽ lớn giữa bầy chim sinh tình cô cho em thắm đẹp cuộc đời. Ra đời hay mừng một căn nhà mới dựng, vũ điệu gà rừng tưng bừng rộn rã trên ba lây
là báo hiệu niềm vui mới của dân tộc Rắc Lai. Thank you.
Tôi yêu cha Bi không còn cô đơn, không cần ra đi. Tôi yêu cha Bi chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi cha Bi! Đàn cha Bi là một loại nhạc cụ đặc trưng riêng có của người Rắc Lai ở miền núi Ninh Thuận, Khánh Hòa. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhạc sĩ Trần Tiến đã đến với bà con Rắc Lai huyện Bác Ái và đã cảm tác trước những âm thanh hồn nhiên, mộc mạc nhưng da diết của cây đàn bằng ống lỗ ô này, và đã sáng tác nên ca khúc Giấc mơ cha Bi nổi tiếng. Và hôm nay, bà con Rắc Lai được gặp lại người nhạc sĩ đã sáng tác nên bài hát này. Ở nơi ấy, tôi đã thấy trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Ở nơi ấy, đàn dây trắng nhen nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui. Ở nơi ấy, họ đã sống cuộc sống yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha Bi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong đầy một người răng lây. Ôi ra cơn lây những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha Bi. Chợt thấy nao lòng về một giấc mơ. Ôi cha Bi, ôi ra cơn lây những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha Bi. Ai yêu tự do, yêu rừng say thì lên núi nghe đàn cha Bi. Thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha Bi, trên ngọn núi cao có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa, chỉ một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau. Trắng nhân nhớ quanh đồi, một mái tranh nghèo, một nhà sàn yên vui.
sông của sớm yên bình, ai nghèo cũng có cây đàn cha pi. Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đông đầy, hồn người rắc lên. Ôi rắc lây những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn cha pi. Chapi chợt thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi Chapi, ôi rắc lây những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Chapi. Ai yêu tự do, yêu rừng xanh thì lên núi nghe đàn Chapi. Thấy nao lòng vì một giấc mơ. Ôi cha pi, cha pi, cha pi. Mùa xuân đã về trên Ba Lây, người Rắc Lây hân hoan chào đón và chung tay xây dựng cuộc sống mới, cùng nhau bảo tồn những giá trị văn hóa, dân gian đặc sắc của dân tộc mình. Chúng ta hãy đến với chương 3 Bình Minh Ba Lây. Trên đường trên đồi năm tháng đau thương qua rồi.
chân trời nó ấm về với buôn làng. Chín tay yêu về trong nắng sớm, mừng mùa xuân mới dưới ánh mặt trời. Đây Rovato, đây ngọn ta nắng, ngày đêm trong mi giữ yên ba lầy. Đang kính yêu ơn hoa hồ, mùa xuân đến. Là tiếng núi, là tiếng
Những dòng điện thắp sáng trên ba lây đã làm cho Bác Ái từng ngày đổi thay diện mạo. Giờ đây, bà con dân tộc Rắc Lai đang bắt tay xây dựng cuộc sống mới, vững niềm tin hướng tới tương lai. Đã ngắm, nào uống nữa đi anh. Rượu cần say say, anh cùng em mú quay. Đêm hội Rắc Lây là nơi bảo tồn văn hóa dân tộc trong niềm vui xây dựng cuộc sống mới, xây dựng những ba lây văn hóa để bảo tồn và phát triển những giá trị truyền thống. Em
biển bạc ái quê anh, xanh xanh núi Tà Năng, trăng lăn bay bay chim về vui ca tiếng xuôi ra xóm xa. Đêm nay trong hội làng ta múa ta say ngất ngây tiếng mạ la, tiếng đàn cha pi, tiếng khen du dương, tiếng đàn đá. Trong mê say trường làng khang trang, đàn em bé tung tăng, từng đàn chim sinh bay về đây hót vang. Núi Tà Năng đó nghiêng soi dòng suối em ca bài ca trong tiếng đàn đã bác ai. Rượu cần đã ngâm và uống nữa đi anh, rượu cần say xưa anh cùng em múa quay, vui trọn đêm đây anh vui cùng em, anh say cùng em vui quê hương bao. Và các bạn, ngày hội văn hóa Rocklight Ninh Thuận 2013 sẽ được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chúc quý vị đại biểu thật nhiều sức khỏe. Chúc cán bộ và nhân dân huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Hãy về Ninh Thuận, về thăm.
thầm bác ái kiên trung.